Mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu intro theo phong cách của nhạc sĩ Thế Phương, một người đàn chơi cái bolero cũng khá nổi tiếng, ăn nhậu đi chơi bạn bè rồi trên YouTube Boston rất là nhiều. Thì cũng rất là nhiều bạn yêu cầu là hướng dẫn về cái câu này. Thực ra nó cũng không quá khó, nhưng mà do không ai hướng dẫn các bạn cũng không tự bắt được, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì cái câu này lần trước đã có một câu mình đã hướng dẫn đơn giản rồi, câu này chúng ta đánh dài dòng hơn. Thì trong cái câu này nó có sử dụng chạy bass nè, rồi có cái pentatonic, có blues scale, rồi nó có một cái đoạn nhỏ của harmonic minor scale nữa, cho nên các bạn có thể học tập được khá là thú vị ha. Âm dài của nguyên bài này đó chính là la thứ, và thế bấm của nó, thế bấm mở đây nè, tức là la thứ bạn bấm trên, bạn bấm từ đây ha. Nhưng chúng ta sẽ bấm ngay cái vị trí là chúng ta bỏ dây buồn luôn, chúng ta bấm như thế này, chúng ta chặn hết ha. Để các bạn đánh dây bass, dây la này nghe cho nó đã thôi. Thì cái cách điểm của anh Thế Phương thì nó nghe khá là sôm tụ. Và mình sẽ clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn về cái cách điểm vui vẻ bolero, nhưng mà nghe nó sôm tụ khi mà các bạn đánh, để nghe nó đỡ trống hơn là theo cách như sau. Bài này theo nhịp 4-4, thì khi đánh diễn tấu nguyên cái này thì mình cũng sẽ nhịp chân, vì giọng các bạn cũng sẽ nhịp chân để các bạn giữ đúng nhịp để đánh thôi. Thì câu đầu tiên như sau. Thì ngay chỗ này chúng ta có sử dụng blues scale, thì các bạn giơ xuống hợp âm rê. Thì khuôn đầu tiên của chúng ta mình đánh lại nha. Ok, thì vô cái khuôn này là chúng ta qua bên rê thứ, là khuôn thứ hai ha. Thì các bạn thấy rằng là cái tay phải anh đánh thì chắc lên chắc xuống như thế này, sẽ đánh để các bạn bắt theo cảm nhận ha. Chậm, cũng cố gắng đánh chậm cho bạn ha. Ok, sau khi đây cái bàn qua rê thì cũng đánh vậy. Chúng ta có là nó rê nè, la qua son, để các bạn qua son trưởng. Ok, chúng ta đánh lại như thế này. Chỗ này sau khi son trưởng xong rồi các bạn qua đô trưởng. Đô trưởng các bạn bấm như thế này cũng được, mà mình thích dừng róc những hơi bấm như thế này. Vẫn thích bấm như thế này ha. Thì khi qua ngay chỗ đô trưởng này thì bạn đánh đi. Thì ngay chỗ này các bạn có thể quạt cho nó nhiều hơn một tí ha, theo cách thông thường. Thì chúng ta sẽ lại qua là pha trưởng ha. Thì đánh lại từ đầu, các bạn nghe tới đoạn đó nha. Pha trưởng ha. Dọc quá pha trưởng thì các bạn cũng đánh như vậy, và chúng ta chạy bass đó. Tức là đô nè, pha, mi, mi, chúng ta đánh nốt rê để chúng ta xuống rê thứ ha, đánh là đoạn này. Nha. Chậm lên nha các bạn. Ok. Thì nghe chỗ các bạn rê, ngay chỗ này rê các bạn có nhấn nhá thêm một vài điểm ở đây nữa. Rê đây các bạn dùng ngón út, các bạn bấm vô, đang là bấm như thế này ha, các bạn ngón út các bạn bấm vô ngay nó son đây. Các bạn đánh rê bình thường, sau các bạn bỏ cái ngón trỏ ra luôn. Đó, như thế này. Đúng không? Để tạo ra âm thanh lạ hơn tí. Từ pha mình qua rê để cho các bạn nghe nha. Đó, thì tới ngay chỗ rê này xong rồi chúng ta qua mi 7. À, mi 7.
Các bạn bấm đơn giản gì cũng được, là mình bấm theo như thứ tay thứ phương thì anh bấm như thế. Lúc này mang 17 đây thì bạn đó. Để quay lại la thứ thì chúng ta có si đô rê mi la, đến lời tới nghe cái đoạn này cho bạn tự pha ha. Khi mà bạn tăng ở đây, bạn la thứ rồi thì ngay chỗ này các bạn sẽ đánh harmonic minor scale, tức là la ở đây xong, bạn nhịp xong thì bạn nhịp hết nhịp thứ hai, bắt đầu tới nhịp thứ ba thì chúng ta có nghe si nè, đô, mi, fa, thì ngay chỗ này bạn đánh hai lần vậy ha, son thăng là, thì cái này thuộc về harmonic minor scale của mình đã hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem lại ha. Là ngay chỗ này kết thúc ngay là, thì anh đánh tới đây thôi, thì chuẩn bị vô để hát, thì mình sẽ thêm một cái khuôn nữa để các bạn là có thể chuẩn bị vô hát. Là lúc đó là đã vô hát rồi ha, tức là khi bạn đánh vậy, thì cái người bắt đầu hát đây rồi. Thì mình sẽ đánh từ đầu cho các bạn nghe lại. Hy vọng là cái đoạn này mình sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là mình có thêm một cái sơn tụ một tí để các bạn có thể là đánh để mà đàn hát thì cái dịp vui chơi với nhau ha. Thì câu này á, hướng dẫn này thì nó không quá chậm nữa, tương đối để cho các bạn là để tập được cái này các bạn phải có thể luyện được điểm bolero cơ bản, thứ hai là cái câu cơ bản trước đó đã hướng dẫn rồi ha. Số bạn nếu mà chưa từng đánh vô thường comment thì bởi vì các bạn chưa đủ lực cho nên các bạn muốn tập cũng sẽ rất là khó, do đó chúng ta hãy tập những cái dễ trước mới tới đoạn này. Thì cái câu này nó đơn giản, nếu các bạn đã biết bài hợp âm và đã tập được cái câu trước đó rồi ha, thì hy vọng sẽ nhận được tiếp tục sự ủng hộ của các bạn. Nhớ là clip tiếp theo mình sẽ làm về bolero sơn tụ, sẽ cách điểm rất chi tiết ha. Xin chào, hẹn gặp lại.